Hello, xin chào tất cả mọi người. Bọn mình đang còn đi trên tuyến cao tốc Liên Khương Đà Lạt và hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cái sử dụng cái nút là Cruise Control, là điều khiển tự động về tốc độ, tự động cho tốc độ. Và trên các cái xe hơi hiện nay thì có rất là nhiều cái xe nó có chức năng này, nhưng mà nhiều người có ít sử dụng. Những người nào sử dụng rồi thì thấy rất là dễ, nhưng mà khi mà chính bản thân mình, khi mà mua chiếc xe mà có cái chế độ là Cruise Control này thì nó cũng mình cũng phải tìm hiểu trên mạng rồi mới sử dụng được. Thì mình đã sử dụng vài lần trên cao tốc Long Thành Dầu Dây, cao tốc Liên Khương Đà Lạt. Đa số là mình sẽ sử dụng cái cao tốc thôi, bởi vì trên cao tốc nó mới cho phép mình chọn cái tốc độ ổn định được, chứ còn mấy cái đường mà phải biến động về cái tốc độ nhiều á thì mình không nên sử dụng. Bây giờ thì mình có thể chọn tốc độ là 90 km/h theo cái quy định của cái tuyến cao tốc này. Trước khi để mà khởi động á, thì mình sẽ bấm vào cái nút này. Cái nút có cái biểu tượng cái đồng hồ có mũi tên này này. Mình bấm vào. Thì trên kia nó có một cái đồng hồ tương tự màu xanh ở trên màn hình trên laptop, trên tắp lô. Thì khi mà mình chạy đạt cái tốc độ mình muốn á, ví dụ bây giờ tốc độ là 90 km/h, tốc này sẽ 90 km/h nha. Ví dụ mình chọn 90 km/h, xong thì mình sẽ nhấn cái nút xuống mà set, nhấn xuống là set nha mọi người, set đó, xong là mình thả cái chân ra, là nó sẽ, mình không cần đạp chân ga nữa, và nó sẽ cứ chạy 90 km/h, 90 km/h. Và khi nào mình muốn thoát ra thì mình nhấn cancel, đây có nút cancel này, nút cancel, hoặc là mình đạp phanh, mình chỉ cần nhá vào phanh cái là nó thoát ra liền, nó thoát ra nó thoát khỏi chế độ cruise control liền. Ví dụ khi mà xe mình đang chạy tốc độ ổn định vậy, nhưng mà gặp xe đông ấy, mình chỉ cần nhá phanh một cái là nó thoát ra. Xong rồi mình muốn, bây giờ mình sẽ thoát ra nhá. Mình sẽ thoát ra bằng cách là mình, ví dụ mình nhá phanh cái đó, là nó thoát ra rồi, là bắt đầu km nó chỉ xuống rồi. Nhưng bắt đầu mình muốn cài đặt trở lại á, mình không cần phải cài đặt trở lại nữa, mình chỉ cần nhấn lên một cái là nút Reset này. Reset là Restore này là cài đặt lại đó. Thì mình chỉ cần nhấn một phát thì nó sẽ tự động là nó lên đó. Nó sẽ tăng tự động, là xe nó sẽ tăng tốc để nó đạt được cái tốc độ là 90 km/h. Cái chế độ Cruise Control này cũng hữu ích trong những cái tuyến đường mà giới hạn tốc độ, ví dụ như 50 km/h, 60 km/h. Người nào mà sợ mà vi phạm ấy, sợ mà bị cảnh sát giao thông nó thổi phạt ấy, thì mình có thể cài đặt cái chế độ này để không vượt qua tốc độ. Nhiều khi mình cũng lơ là, mãi nói chuyện rồi suy nghĩ mong lung, nhiều khi cái chân ga không kiểm soát được và nó sẽ chạy quá tốc độ và có khi lại dính tiền phạt, hơi là uổng phí. Bây giờ mình đã cài đặt tốc độ như vậy đó, rất là khỏe ở cái là mình không cần phải sử dụng chân ga, cái chân mình để ra vậy đó, khi nào cần phanh thì phanh thôi. Còn với thứ hai nữa là cái ổn định tốc độ như vậy nó tiết kiệm xăng dầu, nó tiết kiệm nhiên liệu. Nó tiết kiệm nhiên liệu hơn là mình cứ đạp rồi nhả, nó tiết kiệm, khi ổn định nó tiết kiệm hơn. Ok, mọi người có thể xem cái cao tốc Đà Lạt Liên Khương, phong cảnh hai bên một chút nữa là chúng ta tạm biệt trong cái clip này. Chế độ này á, nhiều người không xài, nhưng mà xài đến nó cũng khỏe, nhàn cho người tài xế. Nếu mà cái cao tốc mà nó dài khoảng độ vài trăm km hay là cả ngàn km nữa, dùng cái chế độ này nó rất là tốt. Ở bên phải này là Đức Trọng, làng Mạc giáp với đèo Prenn, lên một chút xíu nữa là hết cao tốc và đến đèo Prenn là chúng ta sẽ lên tới Đà Lạt. Ok, chế độ Cruise Control cũng đơn giản vậy thôi.